Em sẽ tên xin chào các bạn. Hôm nay một qua cho các bạn là một bộ đồ chơi mới, đó chính là đồ chơi khủng long này mấy bạn, chính là một cái cây đũa thần nha mấy bạn. Đồ chơi cây đũa thần này tên là đồ chơi khủng long này mấy bạn. Đây sẽ là một đồ chơi cây đũa thần nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó là cái gì nha. Bây giờ mình sẽ quay phim cho mấy bạn là một cái món này. Đó là một cái đồ chơi khủng long này. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay cái hộp này nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Bây giờ mình sẽ quay phim cho mấy bạn đồ chơi này luôn. Mình đã quay phim. Đây nè, bây giờ mình sẽ mở ra được rồi. Bây giờ mình sẽ rút ra nha mấy bạn. Đây nè mấy bạn, đẹp không? Chúng ta sẽ gỡ ra nhé, cho nó là cái gì, cho nó có đồ không nhé. Đây nè mấy bạn, quá là trời đẹp luôn, xuất sắc. Mình cho 10 điểm. Còn cái này thì mình cho điểm thôi là 1 điểm nhé. Bây giờ em sẽ xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.